6 thiên thạch lớn nhất từng rơi xuống trái đất. Thiên thạch là một vật thể tự nhiên từ ngoài không gian và tác động đến bề mặt trái đất. Khi còn ở ngoài vũ trụ thì nó được gọi là vân thạch. Khi thiên thạch từ ngoài không gian rơi vào bầu khí quyển của trái đất thì áp sức nén làm thiên thạch nóng lên và có thể có sự đốt cháy lớp ngoài. Một số thiên thạch có kích thước lớn và nhân khó bốc hơi thì có thể rơi đến bề mặt trái đất, để lại viên hay khối rắn và được gọi là thiên thạch. Và dưới đây là 6 thiên thạch lớn nhất từng được con người phát hiện ra. 6. Thiên thạch Willamette nặng 15,5 tấn. Với diện tích 7,8 mét vuông và nặng 15,5 tấn, Willamette là thiên thạch lớn nhất từng được tìm thấy ở Mỹ. Các phân tích cho thấy thiên thạch này gồm 91% là sắt, 7,62% là niken. Hiện không còn bất kỳ dấu vết va chạm nào của nó với mặt đất ở nơi hạ cánh ban đầu thuộc bang Oregon. Mặc dù được các thổ dân Mỹ tôn sùng và tin rằng nó cần phải được trả về chỗ ban đầu, nhưng công khám phá ra thiên thạch Willamette thời hiện đại được tính cho một di dân có tên là Elliott Hill vào năm 1902. Khi phát hiện ra tảng đá quý, Hill đã dành 3 tháng cực lực di chuyển nó đi hơn 1,2 km ra khỏi mảnh đất thuộc sở hữu của công ty sắt và thép Oregon nhằm tuyên bố nó là của mình. Tuy nhiên, Hill bị bắt quả tang. Tảng thiên thạch về sau được bán với giá 26.000 đô và được đưa về trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên của Mỹ. 5. Thiên thạch Bacchiobirito nặng 20 tấn. Thiên thạch Bacchiobirito do nhà địa chất học người Mỹ Gilbert Elliott Bailey phát hiện năm 1892 trong một chuyến đi đến Trung và Nam Mỹ theo đại thọ của tạp chí Inter-Ocean. Ông Bailey đã khai quật tảng thiên thạch khổng lồ với sự trợ giúp của cư dân địa phương. Và Bacchiobirito chắc chắn là thiên thạch khủng nhất Mexico và là một trong những thiên thể lớn nhất sống sót qua một cuộc va chạm với trái đất. Với chiều cao 1,75m, dài 4,25m và trọng lượng ước tính lên đến 20 tấn. Giống như các thiên thạch khác, Bacchiobirito được đặt tên theo địa danh của nơi người ta tìm thấy nó. Thiên thạch này hiện đang được trưng bày ở Culiacán, Mexico. 4. Thiên thạch Ambuji nặng 25 tấn. Được chính thức phát hiện vào năm 1930, mặc dù thời điểm đó nó được cư dân bản địa coi là tảng đá thần thánh, Ambuji là thiên thạch khổng lồ ở Tanzania. Nó thực chất là một tảng kim loại không gian dài 3 mét và nặng khoảng 25 tấn. Cũng như trường hợp của nhiều thiên thạch khác, nơi tọa lạc của Ambuji không có vết lõm của va chạm. Điều đó có thể được lý giải là thiên thạch đã lăn đi sau khi đáp xuống bề mặt trái đất, hoặc đơn giản nó đã có mặt ở đây từ hàng ngàn năm. Ambuji nằm nửa nổi nửa chìm trên mặt đất. Hiện tại, đất xung quanh thiên thạch đã bị đào bới và một chấn đế được xây dựng ở phía dưới nó, mặc dù vị trí ban đầu vẫn được giữ nguyên. 3. Thiên thạch Anirito nặng 31 tấn. Anirito là tảng lớn nhất tách ra từ thiên thạch mẹ Cap York. Nó đâm xuống trái đất cách đây gần 10.000 năm. Nó có diện tích là 12,1 mét vuông và nặng tới 31 tấn và là tảng thiên thạch nặng nhất mà con người từng dịch chuyển. Những lời đồn đại về mỏ sắt Greenland đã tới tai các nhà khoa học từ năm 1818. Nhưng mãi tới năm 1894, nhà thám hiểm người Mỹ Robert Berry mới tìm thấy vị trí chính xác của nó. Phải mất tới 3 năm, ông Berry mới tìm được cách di chuyển tảng thiên thạch lên thuyền. Tuy nhiên, nhà thám hiểm đã xoay sở bán các tảng thiên thạch cho Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ để lấy 40.000 đô. 2. Thiên thạch El Chaco nặng 37 tấn. El Chaco là mảnh lớn nhất của thiên thạch mẹ đã bị vỡ nát để hình thành nên cánh đồng thiên thạch rộng tới 60 km² ở Argentina. Đây là tảng thiên thạch đơn lẻ nặng thứ hai từng được tìm thấy trên trái đất. El Chaco được chính thức phát hiện vào năm 1969 ở độ sâu 5m nhờ một máy dò kim loại. Mặc dù đã có thông tin về hố bao quanh nó từ năm 1576 và thổ dân địa phương cũng rất tường tận về nơi này. Tới năm 1990, một thợ săn thiên thạch có tên là Robert Hart âm mưu đánh cắp El Chaco nhưng đã bị phát hiện và bắt giữ. Một mảnh vụn khác cũng được tìm thấy dưới lòng đất vào năm 2016, được cho là cùng nguồn gốc với El Chaco. 1. Thiên thạch Hoba nặng 60 tấn. Đứng đầu danh sách các thiên thạch khủng từng đáp xuống trái đất là Hoba ở Namibia. Dù chỉ chiếm diện tích hơn 6,5 mét vuông, nhưng tảng thiên thạch này nặng tới 60 tấn. Nó được cho là đã bị bầu khí quyển làm giảm tốc độ bay, nhưng tốc độ đó vẫn đủ lớn để thiên thạch còn nguyên vẹn và gần như bị chôn vùi khi rơi xuống bề mặt trái đất. Thiên thạch Hoba được cho là đáp xuống trái đất gần 80.000 năm trước đây, gồm khoảng 84% sắt và 16% niken. Nó hiện vẫn được coi là tảng sắt tự nhiên lớn nhất ở bề mặt trái đất.
Do kích thước khủng, thiên thạch Hoba chưa từng bị dịch chuyển khỏi bến đá ban đầu kể từ khi được một nông dân phát hiện trong lúc cày ruộng vào năm 1920. Hiện nay, mỗi năm, Hoba thu hút tới hàng ngàn lượt du khách tới chiêm ngưỡng nó. Về mặt thống kê số học thì khả năng các mảng thiên thạch chủ yếu rơi xuống đại dương vì diện tích này phủ 2/3 địa cầu hoặc nơi hoang mạc chiếm 1/3 bề mặt hành tinh trái đất. Các đô thị chỉ chiếm 3% diện tích vùng đất nổi, tức là 1% diện tích địa cầu. Vì vậy, có thể còn rất nhiều thiên thạch khổng lồ khác đang ở dưới đại dương hoặc trên hoang mạc đang chờ chúng ta khám phá.